Chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chương mục Tin nóng hàng ngày. Quang Hải nói gì về siêu phẩm vào lưới Yemen? Quý vị thân mến, ở loạt trận hạ màn bảng D Asian Cup 2019 đêm qua, đội tuyển Việt Nam đánh bại Yemen với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Quang Hải và Quế Ngọc Hải. Trong đó, bàn thắng mở tỷ số là một siêu phẩm đá phạt của Quang Hải. Đó là tình huống ở phút 38 khi Công Vượng bị phạm lỗi trước vòng 16m50. Ở cửa ly đá phạt gần 25m, chết về góc phải, Quang Hải cứ lòng, bóng đi không chạm nhưng hiểm và không cho thủ môn Anhash bất kỳ cơ hội cảm phá nào. Thắng chung cuộc 20, tuyển Việt Nam đứng thứ 3 ở bảng D với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là âm 1, chưa chắc xuất vào vòng 1-8 Asian Cup 2019. Thay trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải chờ đợi kết quả ở các bảng E và F để biết mình có tên trong chuyến tàu vào vòng sau hay không. Sau trận đấu, Quang Hải cho biết, tôi nghĩ bàn thắng đó đã giúp giải tỏa áp lực cho cả đội. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì đã chiến đấu để tôi có được cơ hội như thế toàn đội đã thi đấu đầy nỗ lực để giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay. Dù sao, điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam đã có 3 điểm, chúng ta chưa cần biết đến các kết quả khác. Bên cạnh đó, Quang Hải khẳng định anh và các đồng đội sẽ sắp xếp thời gian theo dõi các trận đấu bảng E và F để chờ đợi tấm vé vào vòng 1-8. Tiền đạo 21 tuổi nói rằng, tất nhiên tôi và mọi người đều muốn xem, còn một tia hy vọng chúng tôi cũng chờ đợi. Các trận đấu ảnh hưởng đến cơ hội của tuyển Việt Nam là Oman gặp Turkmenistan ở bảng F, và Liên bang gặp Triều Tiên ở bảng E đều diễn ra vào tối hôm nay ngày 17 tháng 1. Quang Hải lập vào top 10 cầu thủ ấn tượng lượt ra quân Asian Cup. Theo kênh Fox Sports Asia, tiền vệ tuyển Việt Nam đã chứng tỏ được vai trò nhạc trưởng trong trận đấu với Iraq. Quang Hải và tiền đạo Javier Patino là hai cầu thủ hiếm hoi của Đông Nam Á góp mặt trong danh sách, dù Việt Nam và Philippines đều phải nhận thất bại tại lượt trận ra quân. Trong trận đấu với Iraq, Quang Hải là người chuyền bóng cho công phượng băng xuống gây áp lực, khiến trung vệ Ali Fahez lúng túng phản lưới nhà. Ở bàn thắng thứ hai, tiền vệ người Hà Nội có pha triển khai bóng thông thoáng sang cánh phải cho Trọng Hoàng đột phá vòng 16m50, gián tiếp giúp công phượng lập công. Hai tình huống cho thấy khả năng điều phối và nhãn quan tốt của Quang Hải. Ở trận đấu trước đó, Philippines của Javier Patino suýt gây bất ngờ khi ứng viên vô địch Hàn Quốc vất vả giành chiến thắng 1-0. Chân sút đang khoác áo câu lạc bộ Buriram United ở giải Thái Lan khiến hàng thủ Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn nhờ nền tảng thể lực và tốc độ tuyệt vời. Nếu như Patino dứt điểm sắc sảo hơn, Philippines đã có một điểm trong tay. Trong số những cầu thủ trong top 10 còn có đội trưởng Ấn Độ Sunny Cherry, lão tướng 34 tuổi có màn trình diễn xuất thần với cú đúp vào lưới Thái Lan và giúp Ấn Độ dẫn đầu bảng A. Tương tự là tiền đạo Medi Taremi, người cũng góp hai bàn vào chiến thắng 5-0 của Iran trước Yemen. Chân sút khác cũng có được cú đúp trong lượt ra quân là Yuya Osako, người giúp Nhật lội ngược dòng thắng Turkmenistan với tỷ số 3-2. Tiền đạo 18 tuổi của Iraq là Mohanad Ali cũng lọt vào top 10. Ali có pha xử lý đẳng cấp khi tận dụng cú phá bóng lỗi của Duy Mạnh đảo người qua Quế Ngọc Hải trước khi ghi bàn gỡ một đều trong chiến thắng 3-2 trước Việt Nam. Huấn luyện viên Bắc Hang So và Quang Hải nhận huân chương từ Thủ tướng Chính phủ. Quý vị tính giả thân mến, trong buổi lễ biểu dương thành tích của đội tuyển Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huân chương hữu nghị cho huấn luyện viên Bắc và huân chương lao động hạng nhì cho Quang Hải. Chiều ngày 21 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt biểu dương thành tích của đội tuyển Việt Nam sau khi đăng quang ngôi vô địch AFF Cup năm 2018. Cách đây gần một tuần, thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang Seo đã xuất sắc giành chức vô địch AFF Cup năm 2018 sau khi đánh bại đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình, đáp lại tấm lòng mong mỏi của người hâm mộ trong suốt 10 năm qua. Lão tướng Anh Đức là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết được về cho đội tuyển Việt Nam ở tuổi 33, tiền đạo khoác áo câu lạc bộ Bình Dương vẫn cho thấy khả năng săn bàn lợi hại. Trong khi đó Quang Hải với một kỳ AFF Cup bùng nổ đã nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất giải. Năm 2018 có thể nói là đại thành công với tiền vệ người Hà Nội. Khi anh gặt hái được nhiều thành tích ở cả cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ. Thành viên tuyển Việt Nam bao gồm ban huấn luyện, đội ngũ nhân viên, các cầu thủ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo nhà nước và liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng món quà lưu niệm cho huấn luyện viên Bắc Han Seo. Sau khi nhận được quả bóng kỷ niệm từ các thành viên của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Bắc Han Seo được mệnh danh là thầy phù thủy của bóng đá Việt Nam khi mang đến những thành tích đầy bất ngờ trong năm 2018. Sau AFF Cup, chiến được gia người Hàn Quốc cùng với các học trò sẽ có một khoảng thời gian chuẩn bị để bước vào Asian Cup năm 2019 khởi tranh vào cuối tháng 1 tới. Huấn luận viên Park hang So được Thủ tướng Chính phủ trao tặng huân chương hữu nghị vì những đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, trụ cột của đội tuyển Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huân chương lao động hạng nhì. Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng cầu thủ này sẽ tiếp tục tỏa sáng ở những giải đấu sắp tới. Đây là lần thứ ba trong năm, Thủ tướng tổ chức Gặp mặt biểu dương khen thưởng cho đội tuyển Việt Nam, trước đó thành tích của thầy trò huấn luyện viên Bắc Hang So tại vòng chung kết U23 châu Á và AFC 18 đã truyền cảm hứng tới đông đảo người hâm mộ nước nhà. Quang Hải sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên tỷ đấu ở Premier League. Quý vị khán giả thân mến, nếu điều này xảy ra trong tương lai gần thì Nguyễn Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam vinh dự góp mặt ở sân chơi hay nhất thế giới là giải Ngoại hạng Anh. Trong những ngày vừa qua, câu chuyện về việc bóng đá Việt Nam chơi nổi bật ở hai giải đấu Asad và U23 châu Á đã làm bùng nổ thông tin việc nhiều câu lạc bộ nước ngoài theo dõi chặt chẽ và săn đón cầu thủ Việt Nam để đặt vấn đề chuyển nhượng. Và không phải ngẫu nhiên cái tên Nguyễn Quang Hải đang được bàn luận rất nhiều, nhất là khi đội Hà Nội FC nhận được rất nhiều lời đề nghị chuyển nhượng dành cho cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam từ những câu lạc bộ Thái Lan, Qatar, Nhật Bản hay mới nhất từ cả Nam Mỹ xa xôi là Argentina. Đó là vinh dự và cũng là bất ngờ khi tên tuổi của Quang Hải và bóng đá Việt Nam được truyền thông thế giới nhắc đến nhiều như vậy. Điều này khiến cho ông bầu Đỗ Quang Hiển, chủ tịch ngân hàng SHB, ông chủ của đội Hà Nội FC, người đã dày công đầu tư đội bóng này từ một đội hạng 3 năm 2005. 3 năm thăng 3 cấp, 4 lần vô địch v và luôn chú trọng đào tạo trẻ rất chất lượng, trở nên rất vui. Gương mặt ông ánh lên nét tự hào và trạng trở khi nhiều cầu thủ của đội Hà Nội, nhất là Quang Hải lại được chú ý quan tâm dữ dội đến như vậy. Trong cuộc đón tiếp tại câu lạc bộ Man City nhân sự kiện hai chiếc cúp danh giá mà câu lạc bộ nửa xanh thành Manchester đã giành được ở mùa rồi là cúp vô địch ngoài hạng Anh và cúp liên đoàn Anh, bầu hiển luôn tỏ ra phấn khởi và cho biết làm bóng đá chuyên nghiệp không gì hạnh phúc bằng việc những cầu thủ do mình đào tạo không chỉ thành danh, không chỉ đứng vững bằng đôi chân của mình để có thể sống được với nghề mà còn được phương ra tầm thế giới. Không chỉ Quang Hải mà một số cầu thủ tài năng khác của Hà Nội FC đang khoác áo U23, Olympic và đội tuyển Việt Nam cũng sẽ được tạo cơ hội. Tôi luôn mong muốn có ngày cầu thủ Việt Nam được thi đấu ở giải ngoại hạng Anh nói chung và Man City nói riêng. Đó là niềm tự hào, khẳng định sự phát triển của bóng đá nước nhà. Bầu Hiển cũng đánh giá việc quan hải sang Man City là khả thi. Vấn đề là thời gian. Ông nói, chúng tôi đã hợp tác với SHB, chính là đối tác tài chính duy nhất ở Đông Dương của Man City. Bản thân câu lạc bộ vô địch nước Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi. Như sự kiện hai chiếc cúp đến Việt Nam đâu phải chỉ là cuộc giới thiệu bình thường, chỉ để chiêm ngưỡng mà mục đích chính là muốn khơi dậy, lan tỏa niềm tin chiến thắng từ Man City cho bóng đá Việt Nam trong giai đoạn mà họ đã thấy được những tiềm năng của chúng ta và cổ vũ chúng ta hướng đến những chiến thắng và vinh quang to lớn hơn. Vì vậy, trong quá trình trao đổi chỉ cần chúng tôi đặt vấn đề là họ sẽ tập trung theo dõi, kiểm tra và tạo cơ hội cho cầu thủ Việt Nam sang Anh. Tất nhiên, câu lạc bộ Hà Nội FC sẽ phải cân nhắc vì Quang Hải mới 21 tuổi, vẫn đang rất cần thiết trong quá trình phát triển tốt hơn của đội bóng trong khoảng 2 đến 3 năm nữa. Sau đó nếu Man City bật đèn xanh thì sẽ tiến hành kiểm tra y học và các điều kiện khác với Quang Hải cũng như là những cầu thủ khác mà họ chấm. Nếu Quang Hải và các ngôi sao của Hà Nội đạt được các chỉ số cần thiết thì cớ gì chúng tôi không tạo cơ hội cho các cầu thủ này sang Anh. Khi đó bóng đá Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ viên đá ban đầu này để tiếp cận với các câu lạc bộ hàng đầu thế giới, đưa cái tài năng xuất sắc của mình ra nước ngoài thi đấu một cách ổn định và dài hơi. Liên quan đến chuyện mời câu lạc bộ Man City sang Việt Nam thi đấu, Bộ Hiển nhấn mạnh, 3 năm về trước Man Xanh đã sang thi đấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trong vòng 1 đến 2 năm tới, khi tiếp tục vô địch, Man City thực sự khẳng định họ là một thế lực của bóng đá Anh. Khi ấy, sự trở lại của nhà vô địch với người hâm mộ bóng đá ở thủ đô sẽ rất có giá trị chúng tôi rất mong muốn là câu nói cho sự kiện đó đáp ứng kỳ vọng của những người yêu bóng đá. Bồ Hiển cho biết, ông cũng đặt vấn đề mời Man City sang Việt Nam thi đấu giao hữu lần 2 dự định trong năm 2019 hoặc 2020. Tuy nhiên, phía nhà đương kim vô địch nước Anh cũng cần hoàn thành một số điều kiện Dĩ nhiên, ngoài chuyện tài chính còn có các điều kiện đảm bảo khác cho một câu lạc bộ hùng mạnh đến Việt Nam. Nhưng có lẽ điều họ mong mỏi và bản thân người hâm mộ Việt Nam cũng sẽ rất sướng nếu Man City một lần nữa lên ngôi ở mùa này thì chuyện đến Việt Nam sẽ càng có nhiều ý nghĩa. Nhất là trong năm 2019, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ phải làm mạnh hơn ở cấp độ U22 hướng tới Olympic Tokyo năm 2019. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.